cái son thâm thâm không? Ừ. Có cái son thâm thâm bên ngoài không? À, thằng kia giặt đúng không? Ừ. Để nó tìm được. Alo. Ok, em chưa ngồi xuống đây. Không phải nhanh mà. Hả? Không phải nhanh mà. Hôm nay cũng để làm tóc nhanh lắm đấy. Đâu má mày không có bà BD làm tóc cho mày chết luôn đó Duy Anh. Ừ. Hôm nay không có mày chắc nó chết luôn đó, không đi nắm xô. Bé chạy xuống mấy lần chạy không có tiền. Em xuống em lấy đi, một hồi chị về chị nói chuyện với em sao? Đẹp. Mới làm mũi 10 ngày, mũi 10 ngày tuổi còn đi ơi. Ờ lấy giùm chị có son này bé yêu. Ờ hôm nay không mày tao không biết buộc sao cái tóc của tao luôn á. Thì đúng 3 tiếng. 3 tiếng không đéo buộc vuông luôn. Rồi đấy, đi trên đi. Có BD vào một cái đầu cũng má tao thành cái con gái thiệt luôn này. Bà muốn đây hẳn ha, bà muốn sống lại. Má, nhìn giống kiếm hiệp không? Bà coi nè. Nhà đòn thì kiếm hiệp với má. Ê hay à, Duy Anh à. Trời ơi, đồ má. Ủa, cái nào giống luôn được không? Ô, má tao thật công nhận là Duy Anh mày. Đúng là mày mắt tinh tường. Người ta mất một tháng 100 triệu của mày. Giàu vậy thôi chứ. Quá nghèo. Dạ, bởi nghèo vì ấy, mới làm đĩ một đêm 50 triệu rồi. Trời ơi. Nghe chị má trả lời đi. Chị đang lay chìm. Nhờ không cái lồn yêu thương mày không có cái lồn yêu thương. Thù mấy bà cũng đó đó, thử đi, có cái lụng nữa mấy bà nói chuyện với tôi. Mấy bà bèo lại với tôi hết lúc đó. Em mà có cái lận giờ này không ngồi đây đâu chị Trang. Ờ ok, mày có cái lùi mày không lâu ngồi đấy. Em có cái lận là giờ bên Dubai vẫn. Chắc quấn ở ngoài xong rồi tháo quấn buộc rồi ha. Ừ. Em thấy sao dễ cho em á. Ê bớt gịch đi em cho chị Trang cái môi cái coi. Chị nghĩ là phải tết trên cái đầu. Không chị. Tết ở ngoài gắn vô vậy thôi. Mình làm sao mà làm. Cái tóc thì nhiều quấn. Ba xịt lông rồi đấy à. Chị ơi chị nấu gì có kiến ăn đấy chị Thủy. Cơm hay gì anh? Lòn trời. Bà chưa ăn cơm đúng không? Ở đây chưa ai ăn gì hết luôn ấy. Ê, chị có cái quả son không? Em lấy cái kiếm son này luôn. Kiểu bà tự rằng lấy cái son cái chà vô. Chứ không có cái màu. Bên này bà tóc này đồ má tóc. Tóc này tóc dài đấy. Tóc thiệt. Là mày nuôi bao lâu? Trả lời đi, bà gỡ đầu cái đi, bà gỡ da đầu cái đi, bà biết. Tóc thiệt, tóc giả. Tóc thiệt. Ở Sài Gòn, Milan ơi, ở Sài Gòn em ạ. Tao nếu ơi coi coi cọt son. Tao lấy cái son hết của tao mày phất vào đấy nhá. Đóng đưa nguyên cây luôn đi. Không, nãy tao đóng cho cái xay không có cái nào đó. Có cây bên ngoài nào màu thâm thâm nâu nâu không? Nâu quá, nâu thì bị nâu quá. Ê chị thiếu miếng ở đây má. Xịt bên này, xịt bên này em đi. Thì tao đi lấy cái son, mày cho tao miếng vào đây. Ừ. Tao ra tao đi nào.
mấy mẹ bê đê mà nhiều xô. Ôi gì. Đó, đây cho đây nó. Tao dùng bằng tay. Đấy. Ui, chết rồi. Khi mà chồng cần tóc dài, có tóc dài, muốn tóc dài, chỉ cần hú chị em bạn gì là có liền. Ê, con cu mà vặn vặn thì chắc chết. Đúng không bà? Mấy bà nhìn thấy cái bà tóc dài này chưa? Đó, chị em bê bóng gió bạn gì người ta mới cắt đó, người ta tóc tai đẹp đẽ rồi đó mấy bà. Chị Nguyễn Thụy Viên Thảo ơi, số điện thoại thằng Duy Anh hề 0939125765. Chị Nguyễn Thụy Viên Thảo ơi, số điện thoại thằng Duy Anh hề 0939125765. Chị Nguyễn Thụy Viên Thảo ơi, số điện thoại thằng Duy Anh hề 0939125765. Đó. Đó, thấy không? Thấy chưa? Cần gì phải nuôi tóc của ông Louis Trần. Cứ có hai bà bê đê là tự đẹp thôi. Mỗi tội lúc bỏ make up ra thấy môi giống con ma. Đồ má. Tổ chát đi. Em có comment số điện thoại Duy Anh nữa chị. Em có comment số điện thoại Duy Anh nữa chị. Không 939125765. Em có comment số điện thoại. Đã ăn năm hối hận liên để điện thoại cho được án treo. Nghĩ cho người mục chuyên lực. U là trời. Tôi ngồi đây tí làm cái máy mới mà ơi. Ơi trời ơi. Đẹp thế này bọn Artifan nó ghét tôi ghê vậy đó. Nó làm gì được tôi nè. Cả nhà xe cái live stream cho bọn Artifan nó nhìn thấy mà tôi đẹp coi. Tôi make up cho đẹp coi. Nó bị chậm comment, tôi đợi em không đọc được comment, các chị em phải sang máy bên này em đọc. Chúng nó report ghê lắm mấy chị. Hôm qua em chỉ có comment một câu ẳng nữa đi. Ghi thế tôi report khóa 30 ngày. Chúng nó canh từng comment của mình, sao chúng nó khổ vậy trời.
đó. À, mấy cái lưới cũng quăng à, chắc không bao giờ được. Ê mày quay công đoạn nó buộc vào cho tao coi. Bàn tay của nó bà còn đẹp hơn bàn tay mình luôn các bác. Đừng có dây vào bên đế. Bên đế mà nó lồng lộn thì chúng mình chỉ có chết thôi. Đây bạn mặt tóc rất là dễ thương như Nhi Phạm. Có người yêu chưa? Mới ly dị chồng. Mới ly dị chồng à? Là đang lồn không? Mày nói chứ ly dị nghe nhạy cảm quá. Lồng đang tơ. Mới chia tay rồi đó. Không bỏ, không bỏ. Ủa mà nó bỏ à? Không có. Dẹp bị đó. Đùm đạp không bỏ nè, không la rồi đó. Làm nhiều quá, không có chăm sóc ổng nên là ổng la. Phải thật, phải dành thời gian để bú cu nghe chưa. Là... tiền là một vấn đề nhưng mà bú cu là một, gọi là một cái nhu cầu. Là... cô gái à, cầm đi má. Tao để luôn. Đây ngồi cột, đây cọc thun nữa, tập đứt luôn. Cọc thun gì? Đau vàng. Không, đâm vào đâu chứ buộc vào đâu có đâu em. Đẹp trai pin sao bảo Trang ăn lồn khắp. Sợ lồn nó sợ công an. Có chị Linh Trần. Mấy bà make up này kiếm tiền của các chị chứ kiếm tiền làm sao được của em. Chị gọi là đi make up, nó make up cho chị. Đám cưới, đám xin, đám ma, đám chay thôi nôi. Đám giật chồng nó đi luôn. Mình phải đẹp mọi lúc mọi nơi. Phải đẹp mọi lúc mọi nơi. Có đi đến ghen cũng phải đẹp đấy. Ờ, Nguyễn Tùng mất dạy cỡ đó mới vừa mày. Chắc ngồi yên cho chúng mày chửi mới là đi mày à, mày có đạo đức. Ô nô ê. Các chị có những cái tiệc tùng gì mà cần gọi à, điện booking các bạn thì mất cấp thì cứ gọi. Đúng là bị hơi sệ. Không nhưng mà chị nghĩ gì thôi. Chứ nó không nhỏng lên được Nhi ơi. Tao ý là buộc trong này là cho nó sát cái nó được, nó đang bị lỏng. Chị gọi điện cho thằng Duy Anh đó chị. Số điện đó em có ghi rồi đó. 0939 125765. Mát lắm để giới thiệu người khác rẻ thì cho. Ồ mà đi này đánh cái tung lờ. Số điện thoại có để ở chỗ sờ tây tút cho chị Linh Trần. Nhìn cái cảnh này mà tối nó không mở được ra rồi. Độc cô cầu bài. À không có, có mấy có Missy đạp lột mèo từ Đà Nẵng vô. Em có ghi sờ tay tút của Duy Anh ở ở số điện thoại đó các chị, ở sờ tay tút đó. Em cầm thế này cứ tưởng tượng với bà, cứ cầm này bóp bóp cái tưởng tượng. Mày lại cười đi Duy Anh. Bà Long Chu mày đi quay phim không không ra được. Ok Long Chu nè, chị đang làm đẹp để baby à. Bé quay tốt nha. Cuối năm mua cái nhà cho máu, và giữa năm sau mua cái nhà to, thật là to. Quay bọn thằng Dự, BB, mọi đứa nó đi Đà Lạt quay phim.
Thế chết bà cái làm gì bà đen đến nơi sức ruột. Bà Duy Anh này bà sợ đen lắm ấy mà ơi, xô chậu chạy từ sáng sớm 5 giờ đến 10 giờ đêm, tối về 12, sau 12 đêm còn hai cuốc trịch. Trịch đến 2 giờ sáng mệt mỏi, sáng tay run luôn không cầm được co. Trời ơi, Duy Anh có phải uống glucosamine liên tục với mọi người? Duy Anh uống rep không ạ? Duy Anh uống glucosamine xương khớp mọi người biết không? Duy Anh uống rep không ạ? Chơi mấy cái... chơi thì thấy là đầu cầm labo đi chổng bên giờ khớp xương nó rụp rồi. Nó nói chơi bà, nó ăn cơm bà. Nó đi sâu bà ơi. Múc đại 5-6 lon gì đi. Nấu đại đi. Sao mày không gọi xe ôm người ta lấy tóc phím, lấy phím chị mà dùng? Nhóm gì vậy? Nhóm màu nâu. Gì vậy? Ý là nó có hai bộ đen thì nó phải nhóm bộ màu nâu. Cái dẻo quá. Sao má? Không nhưng mà cũng muốn chơi. Mấy giờ làm cô dâu? 2 giờ đó. Bây giờ này bà bảo đây nữa mà gì? Giờ 1 giờ rưỡi má đi là vừa má. Bà mẹ chung cư báo mai mất điện. Phòng cháy chữa cháy. Thôi mai đi cà phê. Hơi đau. Đấy đi chạy xô rồi mấy bà. Bây giờ mình phải sống thì kinh tế cũng khó khăn. Chị Thủy quẹt cho nó xuống chị Thủy. Phạm okay nhá. Nó đâu phải Mina Phạm đi đây. Nhi Gia Phạm cái gì bà? Mày tặng ai? Nói em á, tại đôi dép đi mua cho em kìa. Ngủ quá má. Ủa nó trên đầu nữa. Con đí Duy Anh biết ngay không để miếng son cho mình rồi. Ủa để son cho chị. Thôi kệ nó. Thôi đi Duy má. Đéo uống nước từ giờ đến đêm. 5:30 tao đi. Không uống nước từ giờ đến đêm luôn mọi người. Hôm nay phải mặc một bộ đồ da. À, bà Thủy. Đó, bây giờ đến hành trình. Cô gái cô sẽ làm cái mái cho tôi này. Mái làm xong, gỡ kiểm ra xong. Xong chưa bà? Xong rồi. Bà Duy kêu làm gì đó. Làm cái máy kiểu đàn ông. Làm cái máy kiểu đàn ông như này đấy à? Chị mở xong cái túi đấy xem có cái túi đen này nó có cái đôi bốp cho em không?
vậy tóc chị nó ngắn lên nó không vảnh được không? Vảnh. Không robot đúng không? Cái gì? Rồi để rồi. Ai đâu? Mày có ship bây giờ không chị? Không phải chị biết. Lên đấy mày dán vòng tay với chị nha. Chị để biết dán đâu. Dạ. Ở nhà chị dạ. Có một bộ nhưng mà chị không biết dán. Dạ dạ em biết rồi. Em có đang mang rồi, lát em tới đó em dán cho chị. Tại vì phải đi robot đó để biết, nếu như mà nó không vừa được còn tính phương án. Dạ biết rồi, biết rồi. Nha. Dạ dạ. Sau này nhiều người xem mình Nhi với tôi nơi tôi lại ông quá nhiều người xem. 900 người xem à? À, 911 người xem, 911 chết mẹ rồi, số 911 gọi cảnh sát. Tôi có xem được bao nhiêu người xem đâu đây này, người xem cả máy điện thoại khác, à ơi. Cuộc đời này mà không có mấy bà VD là chết. Đấy các bà thấy không, cái tóc thấy không, tóc có liêu trai không. Nói chung là tôi không giống mấy cái bà mà mấy gu xến xến nó không có phải gu tôi. Ok chưa? Tính em nó phải gọn gàng. Ê cái này sao nó phồng phồng này, có bị phồng quá không? Đúng này không? Mấy bà BD tài năng lắm, muốn cỡ nào cũng được ấy. Đẹp như thế này mấy con cuộn con lại ghét tôi lắm mấy bà ơi. Chào chị Lê Tuyết. Chúng nó bảo em xấu lắm. Mấy cái con mà vào chê em xấu vào đây coi. Mấy con mà lớn. Mấy con mà lồn cho em xấu mày nó không bảo xem đi mẹ chồng nói các chị ơi em tức quá. Chào chị Ngọc Dung. Hôm nay em chờ mấy con đi mà lồn nó chửi em xấu không lên lớp hô. Quá khổ lắm chị ạ. Cơ hôm nào em cũng trang điểm ấy, mặt như mặt lờ ấy. Nó vào nó chê nó chửi em. Các chị phải tác mấy con hay chửi em vô. Em có mấy con hay chửi em lắm. Em có khoảng 30 mấy nick chúng hay chửi em ngày nào cũng vào chửi. Ngày nào cũng vào chửi các chị ạ. Em đọc comment chúng em vui lắm. Sáng ngày trước thì chúng em chửi. Từ sáng giờ mấy đứa chửi em hàng ngày thì không vào chửi. Tại vì mình chờ đợi chúng vào chửi. Mình chửi chết con mẹ mẹ chúng nó đi. Mấy bà cứ thả mặt cười cái gì. Không đúng à, bình thường chúng nó vào chúng nó chửi tôi. Bình thường chúng nó vào chúng nó chửi tôi. Nhá. Mà hôm nay chúng nó không vào chửi tôi bị nhớ. Nhìn cũng ngon nhưng nói chuyện cái mồm hơi xấu một chút. Tao cần cái lồn gì đẹp thằng Phạm Vinh kia. Chị Ngọc Dung rảnh chửi đấy chị. Em có bờ lốc chúng nó đâu, em cho chúng nó vào chửi em ấy chứ. Em cho mấy con Atifan vào chửi em có bờ lốc đâu. Rảnh mà ngủ từ hôm qua đến bây giờ mới ngủ dậy cái đây 2 tiếng. Em nói mấy chị nghe không chửi chúng nó hay chúng nó tưởng mình bị câm.
Còn chúng nó chửi em là em kiếm được rất nhiều tiền nha mấy chị. Thanks skill em. Tôi cả bà chụp một tấm hình coi bà. Tôi bà chụp một tấm hình coi thì tôi làm một cover. Đéo để cover được mà lồn gì nữa. Ê tôi chụp cái tao còn đàn ông hơn mày nha đi mà. Đấy, chụp đấy đéo chụp Lý Duy Anh, suốt ngày chụp Lý Duy Anh chán lắm. Đừng mang tao cắt đẹp đi. Em mà không làm thì tao mà chị không biết làm sao đẹp luôn đấy. Bởi con Lý Duy Anh nó không làm cái này đâu. Con Lý Duy Anh nó không thể làm được cái tóc này. Cái tóc đuôi này thì hôm nay con Lý Duy Anh nó phải đi nhiều show quá. À cái bài này cô đơn trên sofa sao anh yêu cô ta đúng không? Đâu mà Quân Vu làm cái tóc này cho bà Hà của mẹ chắc nó cũng phải nối 700 vòng. Các bà hiểu không? Tôi ngồi đây tôi chờ mấy con anti-fan mà chửi tôi xong không phải chúng ở đâu nhỉ? Cô ruột chúng nó cũng rát lớp bánh kem che mặt nám chứ đẹp đấy thì à em không bị nám nha mấy chị. Em không bị nám nha mấy bà. Cứ ngồi chờ chúng vào chửi thôi không phải chúng vào đâu. Cái lúc mình chờ chúng vào chửi là không phải chúng vào đâu nha mấy bà. Cái giờ ngồi tám chuyện thì không phải chúng vào chửi. Bùi Thuận như con lồn là con gì? Bùi Thuận. Bên này không đọc được comment tức ghê phải để cái máy bên này. Cô Lê Tuyết nhà cô ở Hà Đông là cách nhà con 9 cây số. Cô 62 tuổi bằng tuổi mẹ con đấy. À em thuộc cái loại là cái mặt em mà không đàn bà nên là em phải để cái tóc mà cá tính một chút cơ chị. Mà cá tính là đơn giản. Em không có cái thói gọi là lồng lộn theo kiểu kim sao hụt lịp rồi bới từng múi không hợp. Ê chị không bao giờ làm cái tóc này em ạ. Yeah. Cả đời chị không bao giờ từ đấy lớn rồi không bao giờ dám để cho mình ở cái tóc ạ. Múi từng múi rồi ghê lắm. Em hay đi học với mấy kiểu chặt. À, mấy kiểu đàn ông này hợp lắm. Ngồi chờ thì cứ ngồi chờ mấy con Atifan và chửi không lên đâu cả. Em bỏ quên bịt tóc. Chị kêu Nhi cầm giúp em. Con đi đây nó có một cái bệnh là lúc nào cũng để quên em ạ. Hôm trước làm tóc cho chị. Cái hôm tóc mà làm hôm họp báo ấy. Con đi nó làm cái tóc này luôn à. Trời ơi làm được bộ tóc này luôn mấy bà. Duy Anh nó đầu tư lắm. Đó thì chưa mấy bà. Để cho mấy bà dòm coi cho các bà dòm nha. Tôi cho mấy bà dòm ha. Không phải tự dưng mà tóc dài. Không phải tự dưng mà tóc dài nha. Thằng Duy Anh này các bà nhìn này. Hôm nay nó biết là tôi sẽ đi buổi quan trọng của tôi. Nó mua cho tụi này thấy không. Bởi vì hôm trước tôi kêu là tôi sẽ nhuộm tóc trắng. Đấy, make up nó phải có tâm và có tầm. Mặc dù nó kiếm tiền cái show make up của mình nó không đủ tiền để trả tiền mua bộ tóc. Nhưng mà đó để các chị nghe tại sao mà em hay quảng cáo các mặt bà BD make up cho em bởi vì là làm việc có tâm mà nó có tầm. Đã thấy không? Nó đầu tư mấy cái phím này nó mua từ hai bịch này. Một cái bịch màu nâu, đấy, một cái bịch màu nâu đấy thấy không? Nâu trên đầu. Đấy, màu nâu trên đầu này thấy không? Còn bịch màu xám ghi thì nó tưởng là em sẽ đi tẩy tóc. Đó, làm việc phải có tâm với đó mấy bà. Đó, nên vì sao người ta bảo là tại sao trong đầu lúc nào cũng tin tưởng nó.
Bởi vì sao? Chỉ cần nói là ờ chị muốn như vậy là cứ thế là trình hình cái háng ra ngồi yên đó là mọi thứ sẽ có. Đó. Nên mấy bà ấy mà có con cái đám cưới đám xin ấy mà các bà cần gọi là make up làm tóc, các bà liên hệ với Duy Anh vậy đó. Bởi vì mọi người biết sao? Cứ để đi, chị giúp việc làm cho cái này đấy. Giúp chị làm đi. Cái cấp này cho nó để mai cho nó cấp giá. Nó mua cái này cho mình. Nên là mấy bác hiểu không? Làm cái gì thì làm, con người ấy, làm nghề nghiệp nghệ thuật phải nghiêm túc và đầu tư. Đôi khi với những cái mối mà không ra tiền nhiều như mình, chỉ đủ tiền xăng xe ấy, thì người ta sẽ có một cái sức tỏa. Sức tỏa. Đó. Ok chưa? Đó. Mấy bà thấy chưa? Đó, thấy không? Tóc này đó, thấy không? Nó có một ekip, mấy bà hiểu không? Nó có một ekip để make up làm tóc cho mấy bà đẹp. Đó. Chị Thủy ơi, dạ. Chị ra quẹt thẻ cho bé Nhi xuống cái. Thank you Nhi. Dạ. Ủa, bán số là được không, là có không phải có thẻ. Đó, mấy bà gọi nó, mấy bà gọi số điện thoại 0939 125765 Duy Anh. Mà cái con này nó hay đi khách nữa các chị ơi. Gọi nó không nghe thì nhắn cái tin nha. Gọi nó không nghe nhắn cái tin, nó hay đi khách. Làm thêm. Bye bye Duy. Thank you em. 0939 125765 Duy Anh. Thì là nó sẽ có ekip mà làm tóc make up của nó luôn đi mấy bà. Oánh lộn nắm đầu là thua. Bà nghĩ là tôi thua không bà? Bà nghĩ tôi thua không bà? Chơi ba, chơi thân ba. Hôm nay là ra mắt phim Hạnh Phúc Máu mọi người. Hôm nay là buổi ra mắt phim Hạnh Phúc Máu. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta? Nhà mọi thứ hơi tối nha mọi người. Vào cái động ngồi nói chuyện. Chứ không bà giúp việc bà nghe chỉ bậy và đau đầu. Bà giúp việc bà mới vô làm mấy ngày bà nghe chỉ bậy và đau đầu. Tối nay chứ biết mặc cái gì. Rảnh không có việc gì làm mấy bà, ngồi chơi mấy bà chơi vậy đó. Em trang điểm đẹp đâu mà mấy bé mới cấp làm cho em đấy mọi người. 0939 125765. Hôm nay là Sài Gòn rất nhiều cái make up mọi người hiểu không? Rất nhiều event nên là make up người ta rất là bận. Trời ơi mọi người thấy trang điểm này mọi người thích liền luôn. Để em nghe một chút tu tu.
không đọc được comment mọi người ạ. Khó chịu quá. Thôi để em cúp em livestream lại.